Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và mới nhất nhé. Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn tung trailer mới, hứa hẹn ngày phát sóng sắp đến. Động thái từ nhà sản xuất khi tiếp tục hé lộ trailer mới của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn khiến fan hâm mộ vô cùng vui mừng, hy vọng bộ phim sớm phát sóng. Trải qua hơn 6 tháng dài gặp khó khăn vì sự cố 227, sự nghiệp tiêu chiến dần khởi sắc hơn, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có bộ phim mới nào của anh được lên sóng. Trong số những bộ phim nằm kho của nam diễn viên, fan hâm mộ cực kỳ chờ đợi Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, tác phẩm mà Tiêu Chiến nên duyên cùng với Dương Tử. Mới đây, người hâm mộ của Tiêu Chiến và Dương Tử cuối cùng cũng nhận được tin vui. Mặc dù mới chỉ là tháng 9, nhưng các nhà đài truyền hình đã chuẩn bị cho cuộc chiến xếp hạng vào năm tới khi sắp xếp các show thực tế. Đặc biệt là phim truyền hình làm điểm nhấn và con bài mặc cả để đầu tư. Trong buổi chiêu thương của Đài Hồ Nam, nhà sản xuất Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn đã bất ngờ tung trailer mới. Điều này chứng tỏ rằng Đài Hồ Nam không hề bỏ rơi bộ phim, vẫn chờ đợi thời gian thích hợp để phim lên sóng. Đoạn clip chấp nhoáng ghi lại những thước phim vô cùng tuyệt đẹp, cho thấy từng bước kết nối đầu tiên của hai trái tim, hai con người vốn chẳng hề liên quan tới nhau. Nữ sinh mê âm nhạc Lâm Trì Hiệu, Dương Tử có vẻ rất bất ngờ khi biết được bác sĩ Cố Ngụy Tiêu Chiến thủ vai thật ra cũng thích mình. Vốn là cô gái năng nổ nhưng khổ khởi chuyện yêu đương, Trì Hiệu chẳng hề nhận ra ánh mắt đong đầy tình cảm của bác sĩ Cố, cứ tưởng rằng đây là chuyện yêu đơn phương của riêng cô. May quá nhờ cô bạn thân, giờ đây hành trình tình yêu của nữ chính và anh crush Ý Đức trong Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn đã lịm ngọt và hưởng phấn hơn hẳn. Clip nhá hàng nhiều cảnh tình cảm giữa Cố Ngụy Tiêu Chiến và Lâm Trí Hiệu Dương Tử, trong đó có câu tỏ tình, tim anh đang đập rất nhanh, gần 110 nhịp một phút. Thế nhưng anh đi khám sức khỏe định kỳ nên có thể loại trừ khả năng anh bị bệnh tim là bởi vì anh thích em. Ngay lập tức cầu thoại cực xến của anh bác sĩ đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đến cả Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy lời thoại của mình khá buồn cười và chia sẻ trên trang cá nhân. Ai mà chẳng biết vài câu tỏ tình xến, cùng bức hình chế, tôi ngại quá đi. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng vào động viên anh, lời thoại hơi quê nhưng rất phù hợp với nhân vật. Trong nguyên tắc, Cố Ngụy là một bác sĩ có lối nói chuyện văn vở, lòng vòng đậm chất trái trường y. Chính vì vậy mà cô sinh viên Trí Hiệu chẳng hề nhận ra tình cảm của bác sĩ Cố, cứ tưởng rằng đây là chuyện yêu đương phương của riêng cô. Tiêu Chiến độc thoại như vậy là chuẩn nhân vật rồi. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn kể về câu chuyện tình yêu của bác sĩ Cố, này đã ngoài 30 tuổi và cô gái mới lớn vẫn còn đang là sinh viên Lâm Trí Hiệu. Cả hai sẽ tạo nên mối tình chú cháu trên màn ảnh nhỏ. Đoạn teaser cùng màn tỏ tình của Tiêu Chiến và Dương Tử đang khiến cộng đồng fan hết sức vui mừng. Tuy vẫn chưa có lịch chiếu chính thức từ Tencent, nhưng đoạn clip xem như đã thỏa lòng được người hâm mộ sau nhiều tháng ngày chờ đợi mòn mắt. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn bị cắt giảm số tập từ 32 tập xuống còn 29 tập. Với trailer mới nhất này, hứa hẹn ngày lên sóng của bộ phim sẽ không còn xa. Chúng mình làm phim, nếu như các bạn đam mê những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!